S11 và Galaxy Fold 2 vào ngày 11 tháng 2 tới. Như chúng ta đã biết, sự kiện ra mắt flagship mới của Samsung sẽ được tổ chức vào tháng 2 hàng năm. Chúng ta đang ở gần những ngày cuối cùng của năm 2019 và bởi vậy các tin đồn về mẫu Galaxy S mới nhất đang dần xuất hiện ngày một nhiều. Theo đó, chiếc Galaxy S mới, được cho là Galaxy S11 series sẽ được Samsung trình làng vào giữa tháng 2 năm 2020 tại sự kiện Unpacked Galaxy thường niên của mình. Thông tin mới nhất cũng đã xác nhận ngày diễn ra cụ thể của sự kiện này là vào ngày 11 tháng 2. Sự kiện Unpacked Galaxy được cho là sẽ diễn ra tại San Francisco, Mỹ, nơi Samsung trình làng chiếc Galaxy S10 vào đầu năm này, nếu các báo cáo là chính xác, Galaxy S11 sẽ được cho ra mắt một vài tuần trước thềm triển lãm MWC 2020. Điều này sẽ có lợi cho Samsung khi chiếc Galaxy S mới của hãng sẽ không bị các flagship của các nhà sản xuất khác làm lu bên cạnh chiếc Galaxy S11 ra mắt tại sự kiện Unpacked sắp tới. Các tin đồn còn cho biết Samsung dường như sẽ cho ra mắt cả chiếc Galaxy Fold 2 đầu năm này. Galaxy Fold được Samsung giới thiệu cùng với Galaxy S10, và năm tới đây có thể cũng sẽ vậy. Và tất nhiên, Galaxy Fold 2 sẽ vẫn là một dòng sản phẩm siêu cao cấp tương tự như thế hệ tiền nhiệm, khác xa so với phân khúc của chiếc S11.